Thì tôi thứ nhất là nói về thuốc chống đông trong điều trị mạch vành. Thì cái vai trò rất là quan trọng của thuốc chống đông. Tại vì sao như vậy? Thì cái bệnh mạch vành là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Thì theo thống kê 2008 thì có khoảng 17,3 triệu người tử vong do tim mạch, chiếm khoảng 30% nguyên nhân tử vong toàn cầu. Bệnh mạch vành thì bao gồm có hội chứng mạch vành cấp, là bệnh phổ biến nhất của tim mạch, ước tính khoảng 7,3 triệu người tử vong. Thì các quốc gia mà có thu nhập thấp và trung bình thì bị ảnh hưởng nhiều hơn, và hơn 80% số ca tử vong do bệnh tim mạch xảy ra gần như đều nhau ở cả hai giới, nam và nữ. Và ước tính đến năm 2030 thì có gần khoảng 2,3,6 triệu người sẽ chết vì bệnh tim mạch. Thì chủ yếu là do bệnh mạch vành và đột quỵ. Thì đây là hai cái nguyên nhân tử vong hàng đầu. Và đây chúng ta nhìn lại cái tỷ lệ tử vong do tim mạch toàn cầu đây. Thì chúng ta là Việt Nam hình da cam này. Thì tỷ lệ tử vong chúng ta khoảng xấp xỉ từ 109 đến 151 trên 100.000 dân. Ta là cái mức độ trung bình. Thì chúng ta nhìn lại một chút về cái tiến triển màng xơ vữa. Thì từ thập niên đầu sau khi sinh ra thì bắt đầu đã hình thành cái màng xơ vữa rồi. Và dần theo thời gian thì màng xơ vữa ngày càng dày lên. Vì một lý do nào đó màng xơ vữa nứt vỡ ra thì tạo nên cái hội chứng mạch vành cấp. Thì tùy theo cái tính chất của cái màng xơ vữa nứt vỡ là lớp thì tạo thành huyết khối lớp hoàn toàn thành mạch, thì gây một cái nhồi máu cơ tim có thể sinh lên. Còn trường hợp mà huyết khối chỉ lớp một phần thành mạch thôi thì gây ra bệnh cảnh là hội chứng mạch vành cấp. Còn trường hợp mà màng xơ vữa chỉ lớp dần lên thì bây giờ có thuật ngữ là hội chứng mạch vành mãn tính. Thế hình thái mà gây xơ vữa cho hội chứng mạch vành cấp thì gồm cái hình thái thứ nhất là màng xơ vữa nứt cơ huyết khối, thì chiếm tỷ lệ từ 60 đến 70%. Đây hình ảnh trên chụp mạch vành và đây hình ảnh trên OCT. Hình thái thứ hai đó là màng xơ vữa gây loét huyết khối, chiếm tỷ lệ từ 30 đến 35%. Chúng ta nhìn rõ đây có hiện tượng gây loét và huyết khối trên màng xơ vữa bị vôi hóa thì chiếm tỷ lệ rất là ít, khoảng từ 2 đến 7%. Do vậy cái màng xơ vữa càng mềm thì cái nguy cơ nứt vỡ càng cao. Và chúng ta nhìn lại một chút cái huyết khối trên màng xơ vữa gây nứt loét vôi vào trung tâm hội chứng vành cấp. Thì khi hiện tượng nứt nét màng xơ vữa hình thành huyết khối. Và huyết khối thì đầu tiên là huyết khối trắng do tiểu cầu thành lập, và sau đó các sợi fibrin lắng đọng lại thành huyết khối đỏ. Thì trong điều trị cho mạch vành hỗ trợ chứng mạch vành cấp cũng như nhồi máu cơ tim có ST chênh lên, thì là điều trị người ta là hạn chế và ngăn ngừa huyết khối là trung tâm điều trị. Thì chúng ta kết hợp cả các thuốc là thuốc chống tiểu cầu kết hợp các thuốc chống đông. Và đây chúng ta nhìn lại cái bậc thang đông máu thì người ta dùng một thuật ngữ đó là thuốc chống huyết khối. Thuốc chống huyết khối thì gồm có loại các thuốc chống đông và thuốc chống tiểu cầu. Thì thuốc chống đông hôm nay phần trình bày tôi muốn đề cập đó là các thuốc như là heparin trong phân tử thấp, heparin không phân đoạn, và các thuốc như là pivarotin là thuốc ức chế thrombin, hoặc là formolinus ức chế trực tiếp yếu tố 10A, và gần đây có một loại các thứ thuốc ức chế thuốc chống đông thế hệ mới NOACs thì có bằng chứng duy nhất đó là rilsabang. Thì mục đích của thuốc điều trị chống huyết khối là nhằm tái thông cái mạch máu trước thủ thuật, phòng ngừa huyết tắc và cải thiện tế bào cơ tim, và về lâu về dài là phòng ngừa tắc lại mạch vành. Thì trong quá trình chúng ta điều trị thì chúng ta phải phòng ngừa trước là vấn đề tái thông mạch vành, và trong khi chúng ta sau khi can thiệp và chúng ta tránh hiện tượng là huyết khối trong stent. Và đặc điểm của thuốc chống đông đường tiêm sử dụng trong hội chứng vành cấp thì chúng ta có bốn loại thuốc chính, đó là heparin không phân đoạn, heparin trợ lực phân tử thấp đó là enoxaparin, formolinus là thuốc ức chế yếu tố 10A, và pivarotin yếu tố ức chế thrombin. Thì cơ chế tác động của thuốc chống đông mà tôi nhìn đây thì đối với heparin không phân đoạn thì tác động qua nhiều yếu tố, đó là gì, nó ức chế yếu tố thrombin thông qua yếu tố 2A của tiểu cầu và ức chế yếu tố 10A. Còn enoxaparin thì ức chế trực tiếp yếu tố 10A, và formolinus thì ức chế không trực tiếp yếu tố 10A. Thì vai trò của heparin trong điều trị mạch bệnh vành nói chung và hội chứng vành cấp như thế nào, thì qua một phân tích tổng hợp thấy rằng là ta so sánh giữa cái nhóm mà dùng heparin so với cả nhóm chỉ dùng đơn thuần aspirin thì thấy rằng là chúng ta giảm được tỷ lệ tử vong kết hợp với nhồi máu cơ tim. Nhưng mà khi chúng ta điều trị heparin thì cái hiệu quả kháng đông của heparin là khó đoán, và chúng ta phải theo dõi thường xuyên đánh giá bằng APTT và ACT. Và một cái nhược điểm của heparin không phân đoạn nữa là gì? Chúng ta dùng một thời gian kéo dài có cái hiện tượng rebound, tức là hiện tượng dội ngược do ngừng heparin. Thì cái đấy là những trường hợp chúng ta dùng lâu dài quá thì có nguy cơ thành huyết khối. Và cái nhược điểm của heparin trong hội chứng vành cấp là gì? Chúng ta phải nhìn rõ cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm thì nó tác động nhiều nơi trong quá trình đông máu,
ta là ức chế yếu tố 2A, tức là thrombin và yếu tố 10A. Và chúng ta biết rằng là heparin không đoạn chúng ta sử dụng khá lâu dài và có khá là kinh nghiệm. Và chúng ta theo dõi qua hai chỉ số đó APTT và ACT và chi phí điều trị thì khá là thấp. Nhưng mà nhược điểm của heparin không phân đoạn là gì? Là ức chế gián tiếp thì đòi hỏi hoạt hóa angiotensin 3, không ức chế được thrombin trong cục máu đông. Và gắn kết không đặc hiệu protein huyết tương và tế bào nội mô nên mức độ kháng đông bị thay đổi. Do vậy chúng ta điều trị, chúng ta phải truyền tĩnh mạch và phải theo dõi rất chặt chẽ để điều chỉnh. À, bị ức chế bởi yếu tố 4 của tiểu cầu và nó gây giảm hiệu quả trong hội chứng hành cấp. Và hơn thế nữa, nó có thể gây hiệt hóa tiểu cầu và có một số trường hợp nó gây cái hội chứng hít, tức là cái hội chứng mà giảm tiểu cầu do dùng heparin. Thì chúng ta cần lưu ý những hiện tượng như thế. Và thứ thuốc chống đông thứ hai đó là heparin trọng lượng phân tử thấp. Thì có rất nhiều loại heparin trọng lượng phân tử thấp, thì cái loại nào thực sự có hiệu quả trong hội chứng hành cấp? Thì qua một loạt các nghiên cứu thì thấy rằng có duy nhất có enoxaparin được chứng minh qua nghiên cứu ESSANG, thì chúng ta giảm được các biến cố về tim mạch so với cả các loại heparin trọng lượng phân tử thấp khác như là danteparin, nadoparin thì không có hiệu quả trong điều trị hội chứng hành cấp, trong hội chứng hành cấp. Và chỉ có chỉ định hiện nay đối với những thuốc này là dự phòng huyết khối tĩnh mạch. Và cái lợi điểm của cái heparin trọng lượng thấp thì mang lợi ích gì? Đó, hoạt tính kháng trọng lọc 10A mạnh hơn nên ức chế hình thành thrombin hiệu quả hơn. Và nó làm phóng thích nhiều hơn chất ức chế theo con đường đông máu nội sinh và không bị trung hòa với yếu tố 4 của tiểu cầu. Và ít gây cái hội chứng giảm tiểu cầu do heparin. Và hơn thế nữa, nó ít gắn kết protein huyết tương nên có hiệu quả kháng đông hàng định hơn. Do vậy chúng ta không cần phải theo dõi các chỉ số ví dụ như APTT và ACT trong quá trình đang điều trị heparin không phân đoạn. Và độ sinh khả dụng khá cao hàng định cho phép chúng ta điều trị tiêm dưới da. Ta khi tiếp cận bệnh nhân hội chứng hành cấp hoặc STEMI, chúng ta tiêm tĩnh mạch trước, sau đó tiêm dưới da và liều khá là hàng định. Và chúng ta không cần mà các chỉ số đông máu để theo dõi bệnh nhân. Với bằng chứng thì chứng minh enoxaparin trong cơ thể vành thì qua 2-3 thử nghiệm trên hơn 30.000 bệnh nhân, trong đó có 33% bệnh nhân nhồi máu cơ tim ngoại tê chênh lên. Có 28,2% bệnh nhân can thiệp mạch vành sau tiêu sợi huyết và 38,7% là nhồi máu cơ tim không tê chênh lên nhưng có can thiệp chương trình. Thì thấy hiệu quả nó mang lại cái rất rõ ràng là chúng ta giảm tỷ lệ tử vong chung, giảm tỷ lệ chảy máu, và đặc biệt ở những đối tượng mà can thiệp động mạch thì đầu chúng ta cũng mang lại lợi ích là giảm tử vong, giảm nguy cơ chảy máu cũng như trường hợp bệnh nhân phải tái thông mạch vành. Và chúng ta cần lưu ý rằng là cái hoạt độ kháng yếu tố 10A được tiên đoán, do vậy chúng ta cần sử dụng liều một cách chính xác. Đó là gì? Tiêm dưới da 1mg viên nặng mỗi 12 giờ ở những trường hợp bệnh nhân có một lọc cầu thận trên 35ml một phút. Còn nếu trường hợp dưới 35 thì chúng ta lúc ấy tiêm dưới da 1mg viên nặng mỗi 24 giờ. Tức là chúng ta khá là dễ nhớ. Tại sao như vậy? Chúng ta nhìn cái enoxaparin về chức năng thận. Thì nếu chúng ta chức năng thận bình thường thì cái liều hàng định chúng ta tiêm. Còn nếu trường hợp bệnh nhân chức năng thận bị suy giảm nhiều đây thì nó hiện tượng nó đào thải thuốc qua thận giảm. Do vậy chúng ta chỉ tiêm duy nhất một liều thôi. Một thuốc chống đông thứ ba tôi vừa đề cập đó là fomaparinus. Đó là gì? Thuốc ức chế yếu tố 10A của tiểu trong quá trình đông máu, là ức chế không chọn lọc yếu tố 10A và không có tác dụng bất hòa thrombin khi tạo ra, ít gắn protein huyết tương và nội mạc so với cả heparin không phân đoạn. Và thời gian bán hủy của fomaparinus khoảng từ 17 đến 21 giờ và liều dùng thì duy nhất là một lần một ngày và không cần theo dõi thì yếu tố đông máu, đó cũng là lợi điểm. Và khi so sánh enoxaparin trong hội chứng mạch vành cấp với tetralen thì chảy máu ít hơn, so với tử vong 30 ngày thấp hơn. Và so với cả heparin không phân đoạn trong nhồi máu cơ tim có tetralen thì giảm tỷ lệ tử vong và nhồi máu cơ tim khi tiêu diệt huyết. Nhưng nó có cái nhược điểm đó là gây tăng huyết khối trong ống thông. Do vậy hiện nay những trường hợp bệnh nhân có can thiệp mạch vành, người ta không chỉ định dùng fomaparinus. Và nếu phải dùng, trước đó đã dùng rồi, thì trong quá trình can thiệp, trước ở trong quá trình can thiệp chúng ta phải cho thêm heparin không phân đoạn. Là cái nhược điểm của thuốc này, và chỉ dùng trong chỉ định những bệnh nhân không can thiệp. Và bằng chứng thì chúng ta thấy là hiệu quả của fomaparinus trong hội chứng vành cấp thì so sánh thì thấy ra là nó mang lại lợi ích, đó là gì? Giảm tỷ lệ tử vong, giảm một số các biến cố về chảy máu, nhưng mà cái nhược điểm chúng ta cần lưu ý như thế. Và đây một cái sử dụng fomaparinus trong các đời thực thì cũng mang lại lợi ích là gì? Nó giảm được cái tỷ lệ biến cố về chảy máu, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ nhồi máu cơ tim. Và đó là cái ưu điểm ở fomaparinus. Những cái nhược điểm mà tôi đã nói đó là huyết khối trong ống thông, do vậy hiện nay không chỉ định ở những đối tượng bệnh nhân có can thiệp. Và thuốc thứ tư đó là piperine, thuốc ức chế trực tiếp thrombin. Tức là trước đây khoảng 10 năm thì thuốc này khá là mang lại cái hiệu quả vì
nó mang lại cái biến cố lại ít chảy máu hơn, nhưng bên cạnh đó lại tăng tỷ lệ tắc mạch, tôi sẽ phân tích kỹ. Và ưu điểm cái thuốc này là gì? Đó là ức chế thrombin tự do hoặc là gắn cục máu đông mà không phụ thuộc yếu tố 3 của tiểu cầu. Và khi tiêm tĩnh mạch thì 100% có khả năng sinh dục học, và thời gian bán hủy là khoảng 25 phút, rất là nhanh thôi, và không hoạt hóa tiểu cầu, và tác dụng khá đông dự báo theo đúng liều dùng. Đấy là cái khi chúng ta điều dùng, ta không phải lăn tăn nhiều về cái chuyện phải thay đổi liều và theo dõi các chỉ số đông máu. Và vai trò của bilirubin trong can thiệp thì thấy rằng là về các biến cố, thế thế rằng là các biến cố về ví dụ như là biến cố chung, tử vong hay là nhồi máu cơ tim thì có xu hướng không làm thay đổi so với cả giữa heparin và xu hướng giảm hơn, nhưng có một điều chúng ta cần lưu ý rằng là làm gây tăng tỷ lệ huyết khối bán cấp trong stent. Chính vì vậy người ta đang có khuyến cáo gần đây là hạ thấp cái mức khuyến cáo của bilirubin trong điều trị can thiệp mạch vành ở các đối tượng bệnh nhân khác nhau. Và chúng ta nhìn cái bảng so sánh giữa cái hiệu quả và nguy cơ so sánh giữa bilirubin và heparin không đoạn thì như thế nào. Người ta phân tích gộp dựa trên 16 thử nghiệm lâm sàng trên hơn 33.000 bệnh nhân thì thấy rằng là cái hiệu quả là gì? Tỷ lệ này chúng ta giảm được tỷ lệ khoảng sấp xỉ 38% tỷ lệ chảy máu nặng, và giảm rõ rệt hơn ở những đối tượng bệnh nhân có dùng glucobetin ức chế thụ thể 2B3 của tiểu cầu thì cái hiệu quả này cũng mang lại. Nhưng cái nguy cơ chúng ta cần cân nhắc đó là gì? Đang tăng tỷ lệ các biến cố về tắc mạch. Và biến cố tắc mạch ở đây là gì? Tăng tỷ lệ nhồi máu cơ tim và tăng tỷ lệ huyết khối trong stent. Và so sánh giữa cái sinh khả dụng của bilirubin và heparin thì thấy rằng là đúng là bilirubin thì có cái hiệu lực rất là mạnh, là khi thuốc vào có hiệu lực ngay, rất là ngay, và chúng ta không cần phải theo dõi cái yếu tố đông máu nào, và thời gian bán hủy khá là thấp và chúng ta có thể khẳng định được liều đó. Nhưng đặt trên một cái cán cân là so sánh giữa hiệu quả kháng đông và kháng tiểu cầu, chúng ta cần phải chú ý chọn cái điểm người ta gọi điểm là sweet spot, điểm cân bằng là gì? Cân bằng giữa yếu tố nguy cơ và yếu tố chảy máu. Và khi chúng ta điều trị, chúng ta cần một loạt các biện pháp bổ sung để hạn chế chảy máu. Vì sao? Khi chúng ta can thiệp, đặc biệt ở những đối tượng bệnh nhân hội chứng vành cấp và hội chứng bệnh nhân STEMI, chúng ta dùng thuốc chống tiểu cầu liều rất cao kèm theo thuốc chống đông, thì chúng ta dùng thế nào cho hợp lý? Đó là gì? Các bạn cần lưu ý đến cân nặng khi chúng ta dùng một thuốc chống đông, và luôn luôn dùng cân nặng để đối chiếu để đạt cái liều chống đông hợp lý nhất. Và thứ hai chúng ta cần lưu ý là gì? Là chức năng thận. Nếu bệnh nhân có suy thận, ví dụ chúng ta dùng enoxaparin, mức lọc cầu thận dưới 35 thì chúng ta dùng một lần duy nhất liều tiêm dưới da, còn nếu mà trên 35 chúng ta dùng 2 lần. Đó là chúng ta cần lưu ý và cần tuân thủ theo cân nặng và suy thận để đảm bảo liều chống đông vừa đạt yêu cầu và không gây tăng nguy cơ chảy máu. Và trong can thiệp thì chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn cái phương pháp can thiệp qua đường mạch quay thì giảm bớt được yếu tố nguy cơ chảy máu cũng như các biến cố về tim mạch. Và khi chúng ta dùng các thuốc chống đông cũng như các thuốc ức chế ngưng tập tiểu cầu kép thì chúng ta nên kết hợp thêm các ức chế bơm proton là BPI. Mặc dù hiện nay chúng ta bị sốc toán khá là nhiều, nhưng mà tôi vẫn khuyến cáo rằng là khi chúng ta dùng điều trị cái liều chống đông tích cực chống ngưng tập tiểu cầu kép thì các bạn vẫn khuyến cáo nên cho PPI. Đó, chúng ta đưa ra khuyến cáo rất rõ ràng rồi, và vấn đề chúng ta giải thích đối với bảo hiểm đó là vấn đề khác. Và cần lưu ý nếu trong trường hợp bệnh nhân đang dùng các thuốc chống đông đường uống thì chúng ta lựa chọn ra sao? Thì nếu đang dùng chống đông đường uống thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng các thuốc chống đông thế hệ mới so với cả kháng ca ở những đối tượng bệnh nhân có can thiệp. Và nếu bệnh nhân phải dùng thuốc kháng ca thì cố gắng duy trì INR ở mức thấp thôi, từ 2 đến 2,5, không phải duy trì từ 2 đến 3 so với cả trường hợp bệnh nhân không có can thiệp. Và khi chúng ta lưu ý rằng là sau hội chứng vành cấp thì bậc thang đông máu vẫn còn hoạt hóa kéo dài, vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta dùng thời gian bao lâu đối trường hợp hội chứng vành cấp? Thì qua một phân tích tổng hợp thấy rằng là làm cái tăng nguy cơ chảy máu nếu chúng ta dùng quá kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Và đây là cái bảng phân tích tổng hợp đây. Thế rằng nếu chúng ta điều trị kéo dài qua 2 nghiên cứu Horizon AMI và nghiên cứu Euromax thì cái nguy cơ chảy máu ở những đối tượng bệnh nhân đây là sau khi chúng ta tiếp tục can thiệp, chúng ta tiếp tục dùng, hoặc là sau khi chúng ta thiệp chúng ta dừng lại thì chúng ta giảm được biến cố chảy máu. Và đây cái bảng tổng hợp tùy theo loại kháng đông và tùy theo từng đối tượng bệnh nhân về giảm cái biến cố thì chúng ta lựa chọn khác nhau. Và mối tương quan hiệu quả giữa nguy cơ thuốc kháng đông chính trong hội chứng vành cấp thì thấy rằng hiện nay các thứ thuốc mà chúng ta thấy rằng có hiệu quả và theo đúng các khuyến cáo đó là gì? Người ta vẫn khuyến cáo sử dụng là gì? Heparin không phân đoạn, heparin chọn thử thấp và bilirubin ở những đối tượng bệnh nhân người ta có cân nhắc. Và khuyến cáo hiện hành thì điều trị kháng đông ra sao và liệu chọn kháng đông ở bệnh nhân STEMI thì như thế nào? Nếu bệnh nhân can thiệp vào thì đầu
thì người ta vẫn ưu tiên số 1, đó là heparin không phân đoạn, và có thể kết hợp với thuốc ức chế thụ thể 2B3A của tiểu cầu. Sau đó bên enoxaparin tiêm tĩnh mạch, sau đó ta dùng tiêm dưới da 2 lần một ngày. Còn thuốc thứ 3 được lựa chọn đó là bivalirudin. Trước đây là khuyến cáo bivalirudin là hơn enoxaparin, và hiện nay thì khuyến cáo mức độ xuống mức độ 2B. Heparin không phân đoạn là khuyến cáo 1A, enoxaparin là khuyến cáo 2A, còn bivalirudin hiện nay là khuyến cáo mức độ 2B. Vì cái biến cố hiện nay người ta thấy cái biến cố tắc mạch, biến cố huyết cố trong stent là bivalirudin cao hơn, do vậy cái mức độ khuyến cáo hạ thấp xuống. Còn nếu bệnh nhân có dùng tiêu sợ huyết thì nếu không có nguy cơ chảy máu thì chúng ta dùng enoxaparin. Nếu bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao không có can thiệp nhá thì chúng ta mới dùng fomalarinat. Còn nếu trường hợp bệnh nhân có can thiệp thì chúng ta chỉ dùng enoxaparin hoặc là heparin không phân đoạn. Để các bạn cần lưu ý là mỗi một đối tượng khác nhau thì chúng ta lựa chọn khác nhau. Cho những trường hợp mà không có tái thông mạch vành thì chúng ta dùng enoxaparin không phân đoạn và không dùng fomalarinat hay heparin. Còn trong đối tượng bệnh nhân non-STEMI, là bệnh nhân hội chứng vành cấp không có thể chênh lên, thì heparin thường hay bị không phân đoạn và heparin trọng lượng thấp được ưu tiên sử dụng. Và enoxaparin thì tương đương với cả heparin không phân đoạn, và nếu cần can thiệp sớm thì chúng ta vẫn ưu tiên sử dụng heparin không phân đoạn hơn. Tức là khi bệnh nhân đến sớm và chúng ta chẩn đoán, chúng ta đưa ngay ra phòng can thiệp, thì trong quá trình can thiệp thì vẫn tôi ưu tiên sử dụng heparin không phân đoạn ngay, và các bạn không cần cho enoxaparin nữa nếu trường hợp thời gian cửa bóng khá là ngắn. Còn cái thuốc ức chế trực tiếp thrombin thì hiện nay có mức độ khuyến cáo từ mức độ 2 xuống mức độ 2A xuống mức độ 2B, và không dùng fomalarinat ở những đối tượng bệnh nhân có can thiệp. Đấy, các bạn cần lưu ý như thế. Và liều thì các bạn biết là rõ rồi. Đó là nếu trợ đốt sovereign thì ta dùng 1mg kiên nặng mỗi 12 giờ tiêm dưới da. Và chúng ta giảm liều là tiêm một lần nếu trường hợp mất lọc cầu thận dưới 30ml một phút. Còn bivalirudin thì liều nào là 0,1 và duy trì 0,25mg kiên quan nặng mỗi giờ. Còn fomalarinat thì tiêm dưới da 2,5mg một ngày và tiếp diễn trong thời gian nằm viện hoặc khi chúng ta tiến hành can thiệp. Và khuyến cáo 2015 của Hội Tim Mạch Châu Âu thì người ta cũng khuyến cáo là dùng enoxaparin hoặc là heparin không đoạn và không nên chuyển đổi giữa hai thứ thuốc này trong quá trình can thiệp. Và liều heparin thì các bạn cần lưu ý rằng là khi chúng ta đối với chứng vành cấp hoặc trong quá trình can thiệp thì chúng ta liều đó là gì? Liều từ 70 đến 100 đơn vị kg quan nặng tiêm tĩnh mạch, đối tượng thông thường. Còn nếu chúng ta kết hợp theo thuốc ức chế thụ thể 2B3 tiểu cầu, chúng ta giảm liều xuống một chút, đã liều từ 50 đến 70 đơn vị trong kia cam nặng. Còn theo trường hợp bệnh nhân có nhiều máu cơ tim ST chênh lên thì chúng ta nhìn mức độ khuyến cáo đây, thì tất cả thuốc chống đông người ta khuyến cáo mức độ 1C và sử dụng heparin không đoạn cũng là 1C, và enoxaparin thì mức độ 2A, bivalirudin mức độ 2A, nhưng hiện nay khuyến cáo 2018 thì xuống mức độ 2B. Fomalarinat thì người ta không khuyến cáo ở những đối tượng bệnh nhân can thiệp vành thì đầu. Và liều đây thì vẫn liều là 70-100 và 50-70 những đối tượng dùng chỉ 2B3 tiểu cầu. Và đây cái bảng tổng hợp chúng ta khuyến cáo gần đây nhất 2018 và lập lại 2019 thì theo từng đối tượng bệnh nhân. Đối với cả hội chứng vành cấp thì dùng thuốc chống đông như thế nào? Thì chúng ta lựa chọn hai thứ thuốc, đó lựa chọn 1A, đó là heparin không phân đoạn trong quá trình can thiệp. Còn nếu trong tay không có heparin không đoạn thì chúng ta mới dùng enoxaparin, mức độ khuyến cáo màu vàng đây là mức độ 2A. Còn trong trường hợp nhồi máu cơ tim không thể chia lên tại hội chứng vành cấp thì chúng ta có thể lựa chọn 3 thứ thuốc, và lựa chọn đầu tiên đó là heparin không phân đoạn, enoxaparin và bivalirudin mức độ 2B. Còn trong nhồi máu cơ tim có ST chênh lên thì người ta cũng lựa chọn 3 thứ thuốc và không sử dụng fomalarinat trong tất cả đối tượng bệnh nhân có can thiệp. Đấy là phần